Sẽ quay về phút. Hôm nay hướng dẫn các bạn tô màu bờ hấp. Trong phim trong điện ảnh Marvel. Tiếp tục màu các quần. Màu đen. Các quần hả? Màu đen. Các quần màu tím. Màu đen tô cái tóc. Tóc ở tóc màu đen. Rồi màu chưa chuốt không em? Bắt đầu tiếp tục sự nghiệp chuốt màu. Chuốt cây màu và lên thôi. Tiếp tục chuốt màu, màu lấy cây chuốt chiếc chị bỏ vô chuốt thôi, rất là đơn giản. Rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn đơn giản không? Tiếp theo 30 giây là được xong. Tiếp theo tô màu tím. Liếm. Màu tím. Liếm. Màu xanh nha. Hồi nãy giờ nó liếm. Liếm là gì? Liếm là tím. Tím hả? Tím. Màu đen tiếng Anh là gì Nguyên? Biết không? Lát. Lát hả? Lát. Cháu quần màu này nè. Ừ. Quần hàng bút nè. Hàng bút. Hấp. Bà hấp á. Bút. Bút khác, hấp khác. Bút. Người ta nói hàng bút đó. Người ta gọi bút không à? Ờ mình gọi bút thôi. Màu đẹp luôn. Tóc mình tô màu đen. Rồi bắt đầu tím. Tím. Đưa ba cây tím không em? Dạ. Đâu? Tím lúc nãy á. Có. Ở đây mà có cây tím mà. Đâu rồi, tím này. Ừ. Này xanh mà. Ừ. Cái này cũng được nữa. Cũng đẹp nữa. Tiếp tục cái quần. Cái quần này tô màu tím luôn. Em chơi quá. Tô đi, mà nói học, con học đi. Học xong mới chịu chơi. Chơi xong mới học. Ê, rất lịch sự. Hoặc là mất lịch sự. Con tô nha. Tô đàng hoàng nó lem hết Nguyên. Thế tô một con. Mặc quần, mặc quần. Mặc hết.